Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Thì trong video này mình sẽ review cho các bạn về một loại bột. Đây là cái gói bột ý các bạn. Thì cái này nó gọi là bột lăng nha các bạn. Bột lăng, ok. Cái này sử dụng để dùng chế biến các món ăn Âu Á trong nhà hàng và gia đình như các món xào, lấu súp, lấu chè, đó. Dùng làm các loại bánh như bánh bột lọc, bánh men, hạt lựu và kem lạnh, đó. Đấy là một số, đấy là công dụng của nó. Còn về thành phần thì là tinh bột lăng nguyên chất 100%. Đó, ở đây thì có hướng dẫn làm món bánh bột lọc, đây là món gọi là truyền thống, món sử dụng chính khi sử dụng món ăn chính khi sử dụng cái bột này các bạn. Thì đầu tiên là chuẩn bị nguyên liệu gồm bột lăng và tôm tươi, thịt lợn, nên chọn thịt ba chỉ sẽ ngon hơn các bạn. Đó, nên chọn thịt lợn ba chỉ. Bước hai, thực hiện cho một gói bột lăng vào thau, bạn để lại một ít bột làm áo, nước đun sôi chế từ vào thau, dùng đũa khuấy đều, sau đó dùng tay và bột. Và nói chung là nó hơi dài dòng nên mình không đọc nữa các bạn. Bột lăng thảo hạt tapioca high quality trắng trong keo, trời ơi, nhìn ngon hấp dẫn luôn các bạn ơi. Nhìn cái hình trên bao, trời ơi, hấp dẫn luôn. Đó. Review xong cho các bạn về cái gói bột này, mình sẽ kết thúc video này ở đây nha các bạn. Ok, đó, mình sẽ kết thúc video này ở đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo. Bye bye.